rùng mình cảnh rắn độc trong rổ đồ chơi của trẻ nhỏ. Lộ diện chân dung kẻ cầm đầu băng nhóm móc túi ở suối Tiên. Bến Tre, cha giăng điện bẫy chuột, con gái tử vong thương tâm. Chàng trai khuyến khuyết quyết đem nụ cười đến cho mọi người. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin Nóng 24 giờ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, và tôi là Lan Nhi. Tôi là Quang Huy của Nóng 24 giờ sẽ là những người đồng hành xuyên suốt cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay, cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất diễn ra trong suốt 24 giờ qua. Chương trình lại vừa tiếp nhận hàng loạt những thông tin gây sốc liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, tai nạn điện, một trong những vấn đề liên tục tái diễn đến mức báo động. Thực hư ra sao? Ngay bây giờ mời quý vị đến với phần đầu tiên mang tên Tin Nóng. Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi con tàu Vixen Integrity bị chìm trên sông Lòng Tàu thuộc địa phận của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, thì người dân sống ven khu vực xảy ra vụ tai nạn đường thủy này vẫn luôn lo sợ bị ảnh hưởng vì nguy cơ ô nhiễm nguồn nước từ khối dầu bị tràn trên sông. Đặc biệt, hiện đang đi vào thời kỳ cao điểm của xuất nhập khẩu hàng hóa, nên những ngày qua, việc tắc luồng đã khiến các tàu vận chuyển phải đi tuyến xa hơn, phát sinh không ít chi phí hàng hải. Theo thông tin ghi nhận, đến hôm nay, lực lượng chức năng đã thu gom được 130 trên 150 tấn dầu của tàu gặp sự cố. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, công ty cổ phần dịch vụ vận tải biển Hải Vân, Hải Vân Ship phối hợp với công ty trục vớt cứu hộ Vsat đã hút được khoảng 50 tấn dầu, tương đương 50 mét khối. Từ kết dầu bên trong con tàu Vixen Integrity chở 285 container bị chìm trên sông Lòng Tàu. Và đến trưa ngày 24 tháng 10, số lượng dầu hút và thu gom được là khoảng 130 tấn dầu từ tàu chìm. Trong đó có 37 tấn dầu sạch, 33 tấn thu gom trên sông. Lượng dầu còn lại không nhiều, còn khoảng hơn 20 tấn trên tổng cộng số 150 tấn dầu chứa trong các két của tàu chìm. Tuy nhiên, việc thâu rửa két nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường sẽ mất khá nhiều thời gian, nên chưa thể kết thúc việc thu gom dầu trong ngày. Ghi nhận cho thấy toàn bộ số container trôi nổi đã được cố định, hiện còn 7 container đang đợi cẩu lên xà lan để đưa vào bờ. Hiện nay, cảng vụ đã và đang phối hợp với các đơn vị liên quan, điều phối tàu thuyền hành trình vào, rời cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh, theo các tuyến luồng hàng hải, xoài rạp, sông Dừa, Đồng Tranh, Gò Gia. Một số tàu phải giảm tải ở khu vực khác rồi mới vào các lái để lấy hàng, làm phát sinh chi phí hàng hải. Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một cơ sở nghi có hành vi làm giả hạt nêm mang nhãn hiệu Knorr. Đây là một trong những thương hiệu thực phẩm có tiếng được nhiều người tiêu dùng sử dụng trong bữa ăn hàng ngày của gia đình. Trước thông tin nghi làm giả, nhiều bà con đang trở nên hoang mang và điều này còn làm ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh chính đáng. Thực hư ra sao? Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên ngay sau đây. Tại khu cụm chợ Thanh Khê, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Khê tiến hành kiểm tra lô hàng gồm 10 gói thành phẩm hạt Knorr, thịt thăn xương ống và tủy loại 170 gram mỗi gói và 10 gói hạt nêm không nhãn mác loại 1 kg mỗi gói do ông Hoàng Đình Nam, sinh năm 1974, trú ở phường Hòa Khê làm chủ. Ông Nam xác nhận 10 gói hạt nêm Knorr thành phẩm nói trên là hàng giả do ông tự sản xuất và 10 gói hạt nêm còn lại là do ông mua trôi nổi trên thị trường để bán lại kiếm lời. Tiếp tục kiểm tra nơi chứa hàng hóa của ông Nam, đội cảnh sát kinh tế tạm giữ một số đồ vật có liên quan như một máy ép nhiệt, 7 bao hạt nêm loại 20kg mỗi bao, nhãn hiệu Bếp Hồng, 29 gói hạt nêm loại 1kg mỗi bao, không rõ nhãn mác, 74 vỏ bao hạt nêm Knorr thịt thăn xương ống và tủy loại 900g, 11 bao tải màu trắng xanh kích thước 40 x 70cm trên bao bì có ghi chữ nước ngoài, nhiều chất phụ gia cùng một số dụng cụ liên quan. Cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục kiểm tra quầy gia vị của bà Võ Thị Kim Tê và quầy gia vị của bà Nguyễn Thị Phương M, cùng ngụ quận Thanh Khê, phát hiện một số gói hạt nêm có ghi chữ Knorr có trọng lượng 170g, 400g, 900g, 175g, nghi vấn là hàng giả nên đã tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ. Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận bé gái 13 tuổi ở Yên Bái bị biến chứng nặng nề vì tiêm filler, nghĩa là chất làm đầy để nâng mũi. Bệnh nhân bị mất hoàn toàn thị lực, mắt bên phải hoại tử và nghiêm trọng. Theo người nhà thì cháu nghe theo lời giới thiệu của bạn bè đã đến spa quen biết để tiêm filler nâng mũi với giá là 2 triệu đồng. Do không đủ tiền, bé định không tiêm, nhưng cơ sở này nói có thể trả góp.
Bệnh nhân cho biết sau khoảng 30 phút sau tiêm, xảy ra triệu chứng đau mắt bên phải, thị lực giảm dần, đau đầu nhiều và buồn nôn. Cơ sở spa này chỉ có một nhân viên và một chủ tiệm. Filler hay chất làm đầy được nhắc đến nhiều nhất là phương pháp làm đẹp nhanh, tức thì, không cần phẫu thuật nên đang được nhiều chị em lựa chọn. Tuy nhiên, đã có rất nhiều trường hợp sử dụng sản phẩm giỏm gây hậu quả nặng nề. Các bác sĩ khuyến cáo để đảm bảo an toàn thì cần phải tiêm filler làm đẹp ở những cơ sở y tế uy tín. Người tiêm filler phải là bác sĩ, chuyên gia về tạo hình thẩm mỹ da liễu, có chứng chỉ hành nghề. Bên cạnh đó thì khách hàng cần phải chọn sản phẩm tiêm filler có nguồn gốc, kiểm chứng độ an toàn, tinh khiết. Sau khi tiêm thì cần phải được theo dõi và được xử trí kịp thời để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Tiếp tục chương trình là một thông tin hiện đang gây xôn xao dư luận tại tỉnh Đắk Lắk. Nhiều cơ quan báo chí đã nhận được đơn tố cáo của người dân về việc ông T, tên đã được chúng tôi viết tắt, cán bộ địa chính xã Cư E Lang nhận tiền hối lộ để làm sổ đỏ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông này im hơi lặng tiếng và cũng không trả tiền lại cho người dân. Một nạn nhân trong vụ việc đã cung cấp cho phóng viên các bằng chứng tố giác hành vi nhận hối lộ của cán bộ địa chính xã. Tuy nhiên, một sự việc táo tợn khác đã xảy ra. Một nhóm giang hồ đã lao vào hành hung người cung cấp tin cho báo chí. Và sau đây là những hình ảnh mà phóng viên của chúng tôi thường trú tại Đắk Lắk đã ghi nhận được. Trước đó vào chiều ngày 22 tháng 10, đại diện của nhiều cơ quan báo chí tại Đắk Lắk đã nhận đơn tố cáo của người dân về việc ông NQT, cán bộ địa chính xã Cư E Lang, nhận tiền hối lộ để làm sổ đỏ. Sau khi nhận tiền, ông T không giúp được, cũng chẳng trả lại tiền. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hát, trú tại xã Cư E Lang. Sau khi cung cấp thông tin, ông Nguyễn Văn Hát bị một nhóm đối tượng sử dụng kiếm, dao cùng nhiều khúc chặn đánh. Ngay khi công an xã có mặt, nhóm thanh niên này nhanh chóng ném hung khí xuống ruộng rồi lên xe máy tẩu thoát. Không ai biết gì, nó chạy, nó chặn xe lại, nó hỏi mày đâu tới là nó đánh thôi. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ nó đang đánh người quá, nó cỡ tuổi như chú thôi. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã chuyển đơn tố cáo của người dân đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện EK để xem xét giải quyết. Kính thưa quý vị, hành vi sử dụng điện để bẫy bắt động vật làm phương tiện bảo vệ mà không được sự cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì đều là hành vi bị nghiêm cấm. Thế nhưng vì kế sinh nhai, từ nhiều năm nay có không ít bà con chúng ta sử dụng điện trong việc đánh bắt hải sản, chuột đồng. Không phải ngẫu nhiên mà pháp luật ngăn cấm, bởi việc sử dụng điện luôn tiềm ẩn nguy cơ chết người và tận diệt nguồn sống của động vật. Và liên quan đến vấn đề này, trong sáng nay chương trình lại tiếp nhận thêm một trường hợp tử vong do điện giật xảy ra tại ấp Mỹ Quý, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Nguyên nhân xuất phát từ việc người dân tự ý giăng điện bẫy chuột và xót xa hơn, bảy nạn nhân tử vong lại chính là con gái của người dân này. Theo điều tra ban đầu, trước đó ông Phạm Văn Danh sinh năm 1968, ngụ tại địa phương, dùng dây kẽm đấu vào cầu dao kéo điện từ trong nhà ra chòi vịt để bẫy chuột. Đến khoảng 3 giờ, ngày 23 tháng 10 năm 2019, con gái ông Danh là em Phạm Thị Huyền Trân sinh năm 2004, nói với mẹ ruột là bà Trần Thị Tám ra chòi vịt để lấy trứng. Một lúc sau, bà Tám không thấy Trân vào nhà, nên đi ra chòi vịt tìm thì phát hiện Trân bị điện giật, nằm sấp mặt. Sau đó, bà Tám chạy vào trong nhà, cúp cầu dao điện để cứu con gái nhưng Trân đã tử vong. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Những ngày qua, chương trình liên tục tiếp nhận thông tin nóng liên quan đến tai nạn giao thông gây hậu quả nặng nề đến mức đáng báo động. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn đáng nói nhất vẫn là cách tài xế ôm cua không làm chủ được tay lái. Và chiều tối qua trên địa bàn của tỉnh Bình Dương, một chiếc xe tải đã bất ngờ tông sập quán cơm, suýt lao vào hàng loạt bình ga. Cú đánh lái của tài xế khiến cho rất nhiều người dân xung quanh một phen thót tim. Nhóm phóng viên của chương trình đã có mặt tại đây để tìm hiểu thực hư vụ việc này. Theo đó, chiếc xe tải biển số 51C-60145 chạy trên đường GS5, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An. Khi đang ôm cua ra đường GS14 thì xảy ra va chạm với một xe tải khác. Cú va chạm đã làm cho chiếc xe tải 51C-60145 mất lái, lao lên vỉa hè, tông sập tường của một quán cơm, sau đó tiếp tục lao vào gian bếp, tông sập một số cửa kính rồi mới dừng lại. Tai nạn làm hai chiếc xe tải hư hỏng, nhiều mảng bê tông và cửa kính đổ sập. Rất may nhiều bình ga để trong bếp đã không bị xe tải tông trúng. May mắn không xảy ra thương vong. Nhận thông tin, Cảnh sát Giao thông thị xã Dĩ An đã đến xử lý hiện trường. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Kính thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương hàng ngày tiếp nhận và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân. Vì tỉnh này vốn có nhiều khu công nghiệp tập trung nguồn lao động từ mọi tỉnh thành, đặc biệt là các lao động từ miền Tây. Và lợi dụng sự đông đúc tại bệnh viện, nhiều kẻ gian đã trà trộn vào để nhằm lấy cắp tài sản.
Như quý vị thấy đang hiển thị trên màn hình là hình ảnh của đối tượng Dương Văn Toàn, 30 tuổi, quê Thanh Hóa, vừa bị công an phường Hiệp Thành bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Và đây là toàn bộ tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ được, gồm một chiếc dao lam sắc bén dùng để rạch túi xách với mục đích là trộm tiền và điện thoại. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Rất mong rằng người dân cần phải đề cao cảnh giác hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến sự việc băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi người dân đi đường, đi xe buýt tại khu vực Suối Tiên, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, như chúng tôi đã đưa tin, đối tượng cầm đầu cùng các đồng phạm trong băng nhóm này hiện đã bị công an bắt giữ và đang trong quá trình điều tra. Từ đây thì chân tướng của kẻ cầm đầu đã dần được hé lộ với những sự thật vô cùng phẫn nộ. Vâng ạ, quý vị có thể thấy rằng là với vẻ ngoài nhìn khá thanh lịch cộng với sự điềm tĩnh của đối tượng cầm đầu, phần nào chúng ta có thể thấy rõ rằng là Quách Chinh Nhân kỳ thực là một tay trộm cắp, lừa đảo chuyên nghiệp, không hổ danh là đàn anh. Về xuất thân cũng như cuộc sống đời tư của hắn ra sao, mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Về hôm nay ngày sau thì chết hết rồi, sống một mình bơ vơ, không có tiền, không có bạc, sanh ra ý nghĩ không có được. Đối tượng Quách Chinh Nhân, biệt danh là Nhân Siêu Nhân, 47 tuổi, ngụ tại Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2019, Quách Chinh Nhân bị công an quận Thủ Đức tạm giữ về hành vi móc túi trên tuyến xe số 33, tang vật là một chiếc điện thoại Oppo cùng với số tiền khoảng 4 triệu đồng. Ngày 20 tháng 9, Nhân tiếp tục bị công an phường Tân Phú, quận 9 tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Nhưng tất cả những hành vi trên đều không đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự. Đến ngày 19 tháng 10 năm 2019, một lần nữa, đối tượng Nhân Siêu Nhân bị bắt vì cầm đầu băng nhóm chuyên móc túi ở khu vực Suối Tiên, gây xôn xao bức xúc trong dư luận trong suốt thời gian dài. Cảnh sát cũng cho biết, ngoài hành vi móc túi cùng băng nhóm trước trạm xe buýt tại khu du lịch Suối Tiên, đối tượng Nhân còn bị xử lý về tội dâm ô đối với trẻ dưới 16 tuổi. Gã cầm đầu băng móc túi ở Suối Tiên là một kẻ đồng tính bệnh hoạn khi dùng tiền trộm cắp để nuôi hai trai trẻ, một người 20 tuổi và một người 14 tuổi, chủ yếu là để phục vụ tình dục. Đến ngày 22 tháng 10, Công an quận Thủ Đức cho biết là đã có 10 bị hại đến trình báo. Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và kêu gọi những ai từng là nạn nhân của băng nhóm do Nhân cầm đầu hãy nhanh chóng đến Công an quận Thủ Đức để tố giác. Cho đến sáng nay, người dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra ngay tại nhà của một người dân. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình đã dẫn đến cái chết thương tâm cho cả hai vợ chồng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình thường trú tại Bến Tre. Nạn nhân là anh Trần Thanh Tâm sinh năm 1985 và chị Phạm Thị Hồng Dung, vợ anh Tâm sinh năm 1986, cùng ngụ ấp An Lợi, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 23 tháng 10, anh Trần Văn Tuấn sinh năm 1987 là em ruột của anh Tâm. Sau khi đi chơi về, nghe tiếng chó sủa quanh nhà nên đi kiểm tra thì phát hiện anh Tâm chết trong tư thế treo cổ trên cây xoài sau nhà. Anh Tuấn và bà Mai Thị Huệ sinh năm 1954 là mẹ ruột, tiếp tục kiểm tra trong nhà thì phát hiện chị Nhung cũng đã chết do bị ngạt thở trong phòng ngủ. Người nhà cho biết thời gian gần đây vợ chồng của anh Tâm có xảy ra mâu thuẫn về chuyện gia đình nên chị Nhung dẫn hai con lên thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sinh sống. Đến ngày 22 tháng 10 năm 2019, chị Nhung trở về gia đình và đến sáng ngày hôm sau thì xảy ra chuyện. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Camera Nóng. Mở đầu là một tình huống giao thông gây nhiều tranh cãi về việc ai đúng, ai sai. Nhiều người cho rằng lỗi lớn từ phía tài xế ô tô khi vừa xi nhan đã rẽ phải luôn mà không chú ý quan sát gương chiếu hậu. Tuy nhiên thì cũng có ý kiến cho rằng là người chạy xe máy đã vội vàng vượt lên mà không để ý thấy ô tô đang muốn chuyển làn, đó là gì? Và vậy ý kiến của tất cả quý vị thì như thế nào? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi hình ảnh ngay sau đây nhé. Hình ảnh ghi lại cho thấy đường vắng các phương tiện qua lại, một chiếc ô tô đang chạy thẳng thì bật xi nhan rẽ phải đột ngột, khiến người đàn ông chạy xe máy cùng chiều bị giật mình, không xử lý kịp và hậu quả đâm thẳng xe vào ghế đá bên đường. May mắn là vụ va chạm không gây thương vong, tài xế xe tải cũng đã xuống xem tình hình nạn nhân. Tình huống tai nạn giao thông tiếp theo mà Camera Nóng muốn giới thiệu đến quý vị cũng là một bài học cho tất cả mọi người. Chỉ vì lấn làn cộng thêm việc phóng nhanh, một cặp đôi đi xe máy đã tông trực diện vào ô tô. Liệu cặp đôi này có thoát khỏi tử thần? Quý khán giả hãy theo dõi ngay sau đây. Khi ô tô đang di chuyển thì tài xế phát hiện thấy một chiếc xe máy chạy hướng ngược chiều lấn làn. Mặc dù đã chủ động giảm tốc độ, bấm còi báo hiệu nhưng không thể tránh được va chạm. Thanh niên chạy xe máy với tốc độ nhanh đã không thể làm chủ tay lái, tông trực diện vào ô tô khiến hai người ngồi trên xe ngã mạnh xuống đường. May mắn là cả hai đều chỉ bị thương nhẹ.
Chuyên mục camera nóng ngày hôm nay vừa tiếp nhận được một đoạn clip chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh sẽ phải giật mình trước sự xuất hiện của một loài vật trong rổ đồ chơi của một cháu nhỏ được cho là đang chơi tại nhà ở Bình Dương. Quý vị và các bạn hãy thật bình tĩnh nhé, bởi vì sau đây là chi tiết về vụ việc kinh hoàng này. Như quý vị thấy, đoạn camera đang ghi lại cảnh cháu bé này đang chơi trước nhà. Cảnh đó là nguyên rổ đồ chơi, hình ảnh quen thuộc mà nhà nào có con nhỏ cũng có. Vậy rồi quý vị nhìn xem, bên trong đống đồ chơi đó là gì nào? Vâng, đó là một con rắn độc thưa quý vị. Đứa trẻ vì còn quá nhỏ nên cảm thấy rất phấn khích trước sự xuất hiện của con rắn này. Có vẻ như con rắn đang bị vướng vào cái rổ nên không thể chui ra được. Còn đứa trẻ thì cứ mặc nhiên chụp lấy con rắn như một món đồ chơi. Sự việc diễn ra khá lâu và trong quá trình đó đứa bé đã bị rắn cắn đầu nên không dám chơi đùa nữa mà lại thảy ngược đồ chơi vào rổ. Bà chạy vào nhà. Lúc này ba mẹ cháu mới phát hiện vụ việc. Ba mẹ cháu đã hoảng hồn ôm con đến bệnh viện và hiện vẫn chưa biết đứa bé này ra sao. Phải nói rằng là chị em phụ nữ sẽ thường có sở thích là đeo trang sức để làm đẹp. Tuy nhiên khi đi ra đường vô tình thì chị em đã trở thành món mồi ngon cho bọn đào chích. Đúng vậy ạ. Và không chỉ có ra đường đâu, người phụ nữ trong clip sau đứng ngay trước cửa nhà vẫn không thoát khỏi được bọn cướp giật. Người phụ nữ này đang trở về một phòng trọ ở thị xã Thuận An, Bình Dương. Đến ngay trước cửa thì bất ngờ xuất hiện hai đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy lượn vòng ngang qua. Tên ngồi sau nhanh tay giật phăng lấy sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ rồi rô ca tẩu thoát. Sự việc xảy ra vào ngày 22 tháng 10. Phần cuối camera nóng ngày hôm nay mời quý vị sẽ cùng theo dõi đoạn clip ghi lại hành động đẹp trên đường phố của một bác tài xế. Hành động tuy nhỏ thôi nhưng rất ít người tham gia giao thông nào có thể làm được. Đó là hành động gì? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi sau đây. Đang lưu thông trên cầu Thăng Long, Hà Nội ở làng ngoài thì thấy nhiều vật cản trên đường ở làng khẩn cấp. Hai bác tài xi nhan đắp xe vào trong. Xuống xe, dọn dẹp các vật cản là những tấm pallet đưa vào phía trong thành cầu để tránh xảy ra sự cố đối với các phương tiện lưu thông với tốc độ nhanh trong làng khẩn cấp. Sau một thời gian dài vắng bóng, mới đây nữ ca sĩ Miu Lê vừa cho ra mắt MV Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện, nói về nỗi đau của cô gái khi mất đi tình yêu vì người thứ ba. Cùng với khả năng diễn xuất, giọng hát của Miu Lê trong lần trở lại này cũng được đánh giá cao. Mặc dù mới ra mắt nhưng chưa đầy một ngày thôi thì MV Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện đã có hơn 1 triệu lượt xem trên kênh YouTube. Trở lại sau một năm, Miu Lê gây bất ngờ với hình ảnh nữ tính và chín chắn hơn với Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện. Sau 24 giờ lên sóng, MV đậm chất drama của Miu Lê đã nhanh chóng cán mốc 3 triệu lượt xem trên YouTube và bùng nổ hàng loạt bình luận xung quanh đề tài người thứ ba. Rất là xúc động với ca khúc này. Đây là lần đầu tiên Miu Lê được kết hợp với đạo diễn Kawai Thống Anh cùng nhạc sĩ Vương Anh Tú. Thì Miu hy vọng sản phẩm này mọi người sẽ được mọi người đón nhận thật là nhiều. Tại vì đối với Miu cái này là một cái sự hãnh diện á. Tại vì Miu được may mắn bén duyên với điện ảnh rồi cũng được may mắn mọi người gọi là ca sĩ á. Thế mà mình rất là trân trọng hai cái lĩnh vực này mà mình được tham gia. Nên là Miu muốn cái sản phẩm lần này quay trở lại á là gộp chung cả hai lại. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn khéo léo cài cắm những chi tiết khiến fan bất ngờ như bối cảnh liên quan đến hai MV đình đám của Trúc Nhân, Người Ta Có Thương Mình Đâu và Lớn Rồi Còn Khóc Nhạc được xuất hiện. Còn khán giả đã xem MV Duyên Mình Lỡ của Hương Tràm thì cũng sẽ nhận ra nét tương đồng với Giá Như Cô Ấy Chưa Từng Xuất Hiện. Sự kết nối khéo léo này không chỉ nhận được sự phản hồi tích cực từ khán giả mà cả như Trúc Nhân và Hương Tràm đều thấy thích thú. Đã qua một lần em nghĩ đến làm chuyện trắng lên với bạn. Sau MV Vẻ Đẹp 4.0, Hồ Ngọc Hà tiếp tục hé lộ poster và teaser cho sản phẩm âm nhạc mới mang tên Bức Thư Để Lại, sản phẩm bắt tay cùng với ekip Hàn Quốc. Sở dĩ nữ ca sĩ chọn hợp tác lần đầu tiên cùng với ekip Hàn Quốc vì cô mong muốn mang đến nhiều hình ảnh đẹp cũng như là nhiều góc máy quay ấn tượng, đậm chất điện ảnh. Sau đây là những hình ảnh xinh đẹp tựa như nữ thần trong MV Bức Thư Để Lại của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Bức Thư Để Lại là sáng tác của một ekip sản xuất âm nhạc đình đám gồm nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Trần Dũng Khánh, nhà sản xuất mắt tay của các ca khúc Anh Nhở Đâu Thế, Sáng Mắt Chưa và DTAP, nhóm nhạc tạo nên thành công của hit Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Ca khúc thuộc thể loại pop, ballad, pha trộn R&B, rap bắt kịp xu hướng âm nhạc thế giới. Lần này, Hồ Ngọc Hà đã kết hợp cùng ekip Hàn Quốc của đạo diễn Ju Yong Jun và Paui Studio từng công tác trong sản phẩm âm nhạc của các nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng, với mong muốn mang đến sự mới mẻ và bất ngờ ở lần trở lại này. Bức Thư Để Lại sẽ được ra mắt vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 10 tới. Don't be afraid, don't be afraid.
Mới đây, buổi họp báo ra mắt dự án Anh Trai Yêu Quái của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bộ phim đã được giới thiệu tại Liên hoan phim Busan hồi đầu tháng 10 và được khán giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt. Và ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với không khí của buổi giới thiệu phim và nghe các diễn viên chia sẻ cụ thể hơn về quá trình hoàn thành tác phẩm này quý vị nhé. Là hai gương mặt sẽ mang đến câu chuyện vừa hài hước vừa cảm động của anh trai yêu quái Kim Minh Tuấn và Isaac lần đầu bật mí những câu chuyện thú vị quanh quá trình trở thành anh em trong phim. Isaac chia sẻ ban đầu không muốn nhận vai nhưng đã đổi ý khi biết mình sẽ đóng cùng Kim Minh Tuấn. Còn Kim Minh Tuấn lại thể hiện sự khâm phục dành cho quá trình khổ luyện judo của Isaac để nhận vai. Đúng với tinh thần của một bộ phim gia đình, dàn diễn viên đã trở nên thân thiết sau khi cùng tham gia bộ phim và không ngần ngại công khai kẻ xấu nhau. Bộ phim Anh Trai Yêu Quái sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 11 năm nay. Kính thưa quý vị, cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, không ai có thể chọn hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sẽ sống. Dù cho số phận có đẩy ta vào bước đường cùng của sự tăm tối, chỉ cần đâu đó lóe lên một tia sáng hy vọng, tất cả đều có thể làm nên điều kỳ diệu. Như câu chuyện về anh Trần Quang Hiệu, người thầy thuốc hơn 20 năm phục vụ tại nhà thuốc Nam thuộc Hội Chữ Thập Đỏ, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Với thân hình không lành lặn, gia đình còn nhiều khó khăn. Thế nhưng bấy nhiêu đó không dập tắt được niềm tin trong anh. Anh đã quyết đem công sức của mình đổi lấy những nụ cười trọn vẹn hơn cho người bệnh. Sự cảm thông, chân thành và tình yêu thương, đó là những điều mà ba con cảm nhận được khi đến nơi đây. Dù cơ thể không lành lặn, nhưng với bệnh nhân, dù mới hay cũ, vị lương y trẻ tuổi này cũng đều cho họ cái cảm giác thân quen, ân cần đến lạ. Chính vì lẽ đó mà với người bệnh, ông như một phần sáng, khó mà diễn tả hết bằng lời. Nhà thuốc này nhỏ bé mà mấy ông thầy này nhiệt tình trị người bệnh càng ngày càng hết, chứ không bao giờ mà không hết được. Chứ một cái đĩa người đồn thì nó xa, người nào cũng tới, từ tới người nào cũng hết. Bệnh nhân mà tới đó thì mấy ông lo là coi như cái bệnh nhân hơn cái lo trong cái bao tử của mình, cứ là coi như giúp cho bà con là coi như hút thuốc chăm cứu này kia vậy đó, làm là coi như quên ăn đi. Khách lỡ hoài thì như lo tiếp xúc khách không mà đâu có quan tâm tới vụ ăn nó, giờ tiếp khách hoài giờ nào khách mà giãn là mới ăn được, có khi 11-12 giờ mới ăn cơm. Niềm quý mến của người bệnh và thân nhân, sự lan tỏa từ việc làm của mình khiến anh Hiệu ngày thêm nỗ lực giúp người, giúp đời. Anh đăng ký học thêm chuyên môn y sĩ, y học cổ truyền tại trường trung cấp Tây Sài Gòn. Dù đoạn đường đi học đầy trắc trở vì cảnh nhà thiếu trước hụt sau. Mình nhìn thấy những cái bà con mà bệnh nhất mà đi ông nội thấy tội quá không ạ. Mình phải cố gắng làm sao hết sức để làm cho bà con được mạnh giỏi và bình yên trong cuộc sống. Những cô bác mà tới đây cô thấy thảm khổ, mình khổ mà thấy người khổ hơn mình. Bây giờ sức lực mình không có khiêng vác được, hay là không có tiền bạc, không kinh phí để giúp, thì mình phải dùng cái tâm, một là cái tâm là trên hết, để làm cái động lực cho bà con. Hiệu đây thì từ ngày mà nó về bên đây tới giờ, nó về tới lui đó, để phục vụ công tác này, nó phục vụ, không phải là phục vụ phòng thuốc này không. Trước đây thì nó chỉ chạy bận vấn đề lo phơi thuốc, rồi bào thuốc, nó đứng nó ngồi nó bào thuốc, rồi đóng hòm thí, rồi sơn hòm, đóng qua văn, rồi cho người ta rồi bắt đi liệm luôn cái nữa. Chứ không phải vậy không, nhiều lắm, cái nào làm được thì cứ làm, còn cái nào làm không được thì thôi. Chứ nó tật nguyền, đi tó bọng đồ này kia nó hết sức là khó khăn. Bao nhiêu nỗi vất vả cực nhọc, anh Hiệu đều không đáng ngại, chỉ cần người xung quanh khỏe mạnh. Còn những người xung quanh thì e ngại cho anh bởi con đường học vấn đầy gian nan phía trước. Ngày tốt nghiệp khóa học gần kề, trong khi số tiền dành dùm cho việc học, anh đã phải dùng điều trị sau tai nạn bất ngờ. Mọi sự khuyết tật đều không đáng sợ, chỉ cần không để tâm hồn mình khuyết tật. Nghĩ thế, anh Hiệu vẫn cứ nỗ lực từng ngày vì đam mê làm việc nghĩa, ước mơ mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống này. Lan Nhi nè, trong các con vật thì Lan Nhi sợ con nào nhất? Và chắc chắn đó chính là con rắn và con trăng quý vị ạ. Và mới nghe thôi mà Lan Nhi đã nổi hết da gà lên. Và nếu mà chắc Lan Nhi thấy thì Lan Nhi sẽ xỉu mất.
À, nói cái này thấy thì cũng hơi kỳ, tại vì trên màn hình của mình đã có hình ảnh của nó rồi. Rất là chia sẻ điều này với lại Lan Nhi. Nhưng mà Huy nghĩ rằng là không có chỉ riêng mình Lan Nhi là người sợ đâu, bởi vì cũng còn có rất nhiều vị khán giả cũng sợ. Nhưng mà điều đặc biệt như thế này nha. Có một người đàn ông ở An Giang đã 6 năm nay sống chung với Trăng và xem Trăng như là người bạn thân của mình luôn ạ. Và ngay bây giờ thì xin mời Lan Nhi cũng như là tất cả quý vị sẽ cùng xem những hình ảnh đáng sợ này nha. Con Trăng trông đầy vẻ hung dữ, có thể siết chết người bất cứ lúc nào. Thế nhưng, lại trở thành những người bạn thân sống cùng với anh Phước suốt 6 năm qua và chưa từng xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Chỗ cũng hẹp quá mà nuôi để trên nhà. Trên nhà thì nó dọn chuồng trại thì cũng sạch sẽ, nó cũng không có gì. Nó không khỏe mạnh thì mình cho ăn nó bình thường, nó tắm rửa hàng ngày nó thì nó tốt cho Trăng à. Gần thì nó đụng nó thì nó táp rồi, chứ còn Trăng nuôi nó bình thường nó thì khô à. Nuôi Trăng này cũng phái nuôi, nó nuôi ăn hoài luôn á. Nó hiền khô à, nuôi Trăng thịt mà nó hiền lắm. Vệ sinh chuồng trại cho nó sạch sẽ là nó tốt rồi. Có tiêm thuốc gì không? Nó lâu lâu nữa nó bệnh mà chích thuốc một lần thôi chứ không có gì chứ. Anh Phước thường cho Trăng ăn đầu gà, chuột và thịt sống. Được thuần dưỡng lâu ngày nên tính nguy hiểm thấp. Sau 2 năm nuôi dưỡng, Trăng có thể cho phối giống sinh sản ít nhất 60 trứng, hình thành Trăng con. Với giá bán 100.000 đồng một con Trăng, nhiều năm qua cuộc sống gia đình anh Phước ổn định hơn nhờ mô hình nuôi Trăng này. 7 con Trăng bố mẹ của ảnh thì ảnh bán một năm ảnh sẽ cho thu nhập. Hiện tại bây giờ là khoảng 42 triệu. Từ cái hiệu quả đó thì ảnh mới có điều kiện để là nuôi cho con là du học ở nước Nhật. Đó là một cái mô hình phải nói là hiệu quả. Đến đây thì thời lượng dành cho Nóng 24 giờ cũng đã hết. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cũng trong khung giờ này vào ngày mai trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An để đồng hành cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất tại các tỉnh miền Tây nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung.